lên chơi với nhỉ? Phải cho bạn kim cương một tí chứ nhỉ? Nhỏ 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 ngoan quá. Đây con thấy nó ngoan không? Bây giờ thả ra là nó không bay luôn rồi đó. Hôm nào có thả nó về rừng được không? Không. Thích nuôi cơ. Thích nuôi thì mình tội nghiệp nó. Đó, nó tưởng con là cho nó ăn nên nó mổ thế không? Không mổ được đi. Con thử đi ra ngoài kia xem nó có bay theo không nào. Đi nhẹ nhẹ thôi nhé, không là nó. Đi nào. Đi. Đi về xem nó có bay theo không nha. Có phải tiêu đi. Đi xa xa một tí con. Đây mà. Đúng rồi, thông minh nhất luôn. Ra đây. Thích không? Lại không có gì cho nó ăn đây nè. Nó đang buồn đây nè. Sao buồn? Thì phải có cái gì cho nó ăn đấy chứ. Con kiếm được con sâu con bọ nào không? Không. Để con tìm nhé. Con tìm đi. Con kiến không được, con bọ. Con bọ đúng không? Ừ. Con bọ hay là con sâu cũng được đúng không? Đúng rồi, con sâu cũng được. Thả ra là nó có đi nữa đâu. Nhìn máy quay nè. Con chiếu không được đâu. Con chiếu ở đây đi. Nó treo lên đây được cả. Con kia đâu? Kệ nó đi, con đi. Rồi, thôi trời tối rồi, hẹn các bạn ở video khác nha. Rồi, xin chào các bạn. Bye bye. Kệ con kia nó kia mà, kệ nó đi. Đó.